Gia đình mình vui bất thình lình. Mai trơ trẽn gửi ảnh nóng đến để khiêu khích chị Phương. Nhìn em Giang Mai kia, tuổi đời thì còn ít, mà tuổi lì thì chắc chắn đã được nhận huy chương. Nhìn cái mặt trơ trẽn cương cương hất hàm lên đối đáp với chị Hà và Trâm Anh thì đủ hiểu nó không phải là dạng vừa mà là loại dạng rộng. Ai đời mới tí tuổi đầu đáng tuổi con tuổi cháu anh công. Nhìn bề ngoài thì ở nhà cháu nó ngoan lắm, nhưng khi máu lên thì nó lại chả cần biết bố cháu là ai. Nhìn cái cách mà nó cưỡng hôn anh công, rồi khi anh công nói đã có vợ rồi thì nó vẫn mặc cả ra giá rằng em sẽ là người tình bí mật của anh. Chỉ cần anh yêu em thì em cam kết những lần sửa ống nước thông thủy thì em sẽ không lấy một đồng một cắc nào cả, và chỉ có trời biết đất biết mà thôi. Đã thế, khi gặp chị Hà, nó còn trơ trẽn rằng đó không phải là lỗi của em. Các chị đi mà hỏi anh công xem. Sau khi bị chị Hà và Trâm Anh sóc óc rồi cà khịa, Mai ức lắm. Đã thế, bà đây cho ra ngô ra khoai luôn, xem thế nào, xem để mèo nào cắn miêu nào. Mai giói bắt đầu âm thầm, trong những lúc làm cùng anh công đã chụp trộm lén những bức ảnh cả hai người tình tứ. Rồi những lúc ăn cơm cùng nhau trước đây cũng đã được Mai bố đi hết. Thực ra Mai không phải là con điên con dại để mà đánh đổi tương lai cuộc đời lao vào công, mà thực ra công cũng chả có cái đất gì để Mai lao vào. Bí mật và âm mưu thực sự đằng sau đó chính là Mai đang tìm cách trả thù anh công. Bởi vì 5 năm trước, chính anh công đã bỏ rơi chị gái của mình để cưới chị Phương, khiến cho chị gái của Mai đau khổ uất ức sinh bệnh. Mai là em gái, cô rất thương chị nên đã tìm cách tiếp cận anh công và ra sức phá hoại hạnh phúc gia đình công để trả thù cho chị gái. Chính vì vậy mà Mai đã trơ trẽn lì lợm đến như vậy. Mai bắt đầu gửi những bức hình tình tứ với anh công đến cho chị Phương, rồi nhắn những tin nhắn khiêu khích. Mai biết rằng chị Phương và anh công đang lục đục sẽ như đổ thêm dầu vào lửa cho ngôi nhà nhanh cháy hơn, và mục đích của Mai đã thành công. Phương là một cô gái hướng nội, khi thấy Mai gửi những bức hình, những tin nhắn, cô chỉ âm thầm xem mà đau xót trong lòng. Phương quyết định sẽ kiên quyết ly hôn công.